trên sông, nước chảy đôi dòng, thuyền em xuôi mãi giang, câu ca sẵn xê nào lòng, sừng trước mênh mông, cá tôm ngập đồng, phận đời long đông em tao tận mưa nắng trên sông, lòng người đã thuốc mới của tôi. Bà thấy trong người như thế nào? Gần đây ăn có ngon, ngủ có được không? Thầy là thầy thuốc, mà thầy không biết bệnh nhân của mình có ăn được, ngủ được hay không. Vậy thầy làm thầy thuốc làm gì? 2 năm thăm khám cho tôi rồi, mà tôi bệnh gì thầy cũng không biết hay sao? Bà nói như vậy là xúc phạm tôi rồi. Tôi làm đốc tờ tới nay hơn chục năm, danh tiếng lẫy lừng khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Lẽ nào không tìm ra được bệnh cho bà chứ? Vậy thì thầy nói đi, tôi bị bệnh gì? Thầy chữa bao lâu nay mà vẫn không hết hay sao? Bà nói như vậy là xúc phạm tôi hơn rồi. Bệnh nan y trầm trọng cỡ nào tôi còn chữa lành. Huống chi... Huống chi sao? Huống chi cái bệnh dụng vặt của bà. Thầy nói tôi bị bệnh dụng, mà cũng hơn 2 năm rồi mà thầy không chữa hết. Đã vậy, bắt tôi uống thuốc một ngày 3 thang. Thầy trả lời đi, cuối cùng là tôi bị bệnh gì? Cái này thú thật là tôi không thể trả lời được. Tại sao thầy không trả lời được? Hay là bệnh của tôi có gì khó nói? Bệnh của bà khó nói mà cũng khó hiểu nữa. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết tại sao tôi cứ chữa hoài mà bà cũng không hết bệnh. Tại sao khó nói, khó hiểu? Tôi bị bệnh gì thầy cứ nói ra đi. Bà má ơi. Má ơi, má, bà vậy? Mới đó đã về rồi sao? Dạ. Vậy rồi Bình có về không? Dạ có, anh hai có về với ba. Nhưng mà còn ẵm theo một cô gái nữa. Ẵm theo một cô gái? Dạ. Thì ra nguyên nhân căn bệnh là chỗ này. Cô ngồi đây chờ chút nha, để tôi gọi thầy Nam kiểm tra cái chân cho cô. Dạ. Người đâu? Dạ. Mau đi gọi thầy Nam qua đây. Dạ, thầy Nam đang khám bệnh cho bà ở nhà sau thưa cậu. Vậy thì hay quá, mau mời thầy Nam qua đây. Dạ. Cô gái này hình như gặp ở đâu rồi, nhìn có vẻ thân quen quá.
Dạ thưa ông chủ mới về. Dạ ông chủ có gì sai biểu? Tía. Chàng đét mẹt ơi, con. Dạ xin ông chủ tha tội. Không phải là tôi muốn qua mặt ông chủ, dẫn con gái lên mà không báo với ông chủ. Dạ bị hôm qua nó lên trời tối thui rồi, cho nên tôi sợ phiền ông, cho nên không có báo. Dạ ông. Hóa ra đây là con gái ông hả? Dạ. Hèn chi, tôi thấy nó có nét quen quen, nó giống ông đó. Dạ. Con gái của ông á, nó bị trật chân, cho nên là tôi đưa về đây nhờ thầy Nam coi giùm vết thương. Dạ. Vậy là ông chủ đưa con Phượng về cho thầy Nam chăm sóc vết thương chứ không phải? Ừ. Dạ. Tôi tưởng đâu ông chủ kêu tôi lên đặng phạt vì cái tội mà đem con gái lên mà không báo với ông chủ. Tôi kêu ông lên đây á là để hỏi ông chăm sóc cái đám lại của tôi chưa, chứ mấy bữa ông về quê á tôi thấy bộ tụi nó buồn lắm rồi nha. Dạ ông chủ cứ yên tâm đi, tôi chăm kỹ lắm rồi. Một lát tôi ra coi cây nào mà héo lòng liễu hồn với tôi đúng nghe chưa. Dạ. Cô cứ ngồi xuống đi, không sao đâu. Ngồi xuống đi con. Thầy Nam. Dạ chào bà. Dạ. Chủ mong bà coi cái chân của cô gái này. Dạ. Cô đau ở đâu? Dạ ở đây. Đưa tôi xem. Ráng chịu đau nghe con. Dạ thưa ông chủ, cô ấy không bị sao hết, chỉ trật cái chân nhẹ thôi. Cũng may cho cô là gặp tôi với ba tôi đó. Dạ cảm ơn cậu chủ. Không có gì. Cô gái này là ai mà mình có vẻ quan tâm quá vậy? Cái này là ý của ba chứ không phải là ý của tôi. Tới. Giờ này mà tụi bay còn dám kéo tới nhà tao, định làm loạn hả? Tôi không tới làm loạn, tôi tới hỏi ông, em gái tôi đâu? Em gái của mày ở đâu? Tự nhiên sao lại hỏi tao? Lúc sáng có người thấy ông nói chuyện với em gái của tôi. À, thì ra con nhỏ đó là em gái của mày. Nó đã được ông chủ đem về nhà lớn rồi, muốn gì thì lên nó mà đòi. Ông nói cái gì? Em gái tôi bị ông chủ bắt về nhà lớn hả? Tự nhiên ông chủ bắt em gái tôi về nhà lớn hả? Tao không biết, mà sao tao phải trả lời mày? Không hồn thì quay về trái. Tôi muốn gặp em gái của tôi, mày em tránh ra đi. Tao không tránh. Mày là ông nội tao hả? Một là về trái, hai là ăn đòn. Lì hả mày? Lì hả? Mày chết nè.
Lì tôi chết. Dừng tay. Mày muốn tụi nó ăn đó vì cái tội làm loạn phải không? Là tự tôi làm, không liên quan tới họ. Anh khí của tao mày thừa biết mà. Tức lên là đem cả lũ ra đây. Mày muốn thấy tao đánh tụi nó không? Hả? Đánh nữa. Mày khoan đã. Dừng tay. Mọi người có sao không? Mày hô cho mày dừng tay. Thả cho tụi nó đi. Khốn hồn thì về trại. Tụi bay mà còn dám hò he thì đừng trách tao đó. Đi. Thằng Hải rất cứng đầu, sao không để cho tôi dạy dỗ nó? Tao cũng hầm thằng này lâu lắm rồi, nhưng ngặt nổi, nó là cái đứa giỏi nhất trong đám. Ông chủ đang cần giao hàng gấp, nếu mà đánh nó bị thương thì không đủ người làm. Tụi bay cứ chờ coi, tao sẽ không bỏ qua đâu. Đợi xong đợt ngủ này, tao sẽ xử nó cho mày coi. Tía, nghe tía hỏi nè, con phải trả lời cho tía biết, không được dối gian lời nào nghe không? Trời, tự nhiên sao tía nói vậy? Từ hồi nào giờ còn có nói dối tí lần nào đâu. Con có bị cậu hai làm gì chưa? Làm gì là làm gì? Tí nói gì khó hiểu quá vậy? Làm cái gì là... Ý tí hỏi á, là con có bị cậu hai xâm hại thân thể chưa? Trời tí, tí nói gì vậy? Người tốt như cậu hai á, làm sao mà xâm hại thân thể của con trời được? Trời ơi là trời. Mày la ông sùm lên vậy? Lỡ ông chủ với cậu chủ nghe được thì sao? Ai biểu tí hỏi kỳ cục quá anh chi. Hôm qua con đã nói với tí rồi, ông chủ với cậu chủ là ân nhân, là người cứu con chứ không phải là người hại con đâu. Tại tí thấy ông chủ tự nhiên tốt với con quá nên tía khó hiểu. Xưa nay ông chủ không có cho người lạ vô nhà, càng không cho cái đám gia đình trèo lên xe của ông đâu. Nhưng mà con đâu phải là gia đình của ông chủ đâu. Mày không phải, nhưng mà tía mày, anh mày phải. Rồi cái lời đề nghị của ông chủ đó con tính sao? Còn tính sao nữa, con từ chối rồi. Trời đất ơi, cái con ngu này. Mày có biết đây là cơ hội ngàn năm có một không? Đâu có phải ai cũng được vô nhà ông chủ làm đâu. Con cũng biết, thời thế khó khăn, xu cao thế nặng, có một chỗ làm như vậy khó lắm. Nhưng mà con làm sao bỏ má đi được? Tía quên là má đang bệnh trong người sao? Tao làm sao không nhớ má mày mang bệnh trong người. Chính vì vậy á, mày phải càng nhận lời, biết không? Nhưng mà con nhận lời rồi, ai chăm sóc cho má? Dĩ nhiên là tía rồi. Có vậy cô không hiểu nữa. À, ý tía nói là muốn con đi làm để ép má lên đây luôn đúng không? Thì đó. Lâu lâu mới thấy mày khôn được lần à. Gì á, muốn rước má lên đây, lần nào về tía không nói. Nhưng mà má có chịu đi đâu. Má không có chịu xa mấy cái bụi bông lài của má đâu. Con nói gì? Chồng ông lại là sao? Mà dám cãi lời tao chồng ông lại nữa hả? Bà này đúng là gan trời thiệt. Tao đốn hết một lần
mà còn chưa tẩn. Con Phượng khóc trong buồng nãy giờ con tưởng là em đi đâu, ai ngờ ra đây tứ bông lại. Để em vô với con liền. Thôi được rồi. Dạ. Anh Vũ nó ngủ rồi, em ở đây nói chuyện với anh một chút. Dạ. Cũng đã 10 năm rồi, chẳng lẽ em không thương anh sao? Chẳng lẽ tình cảm của anh không bằng người chồng vô tình vô nghĩa giết vợ giết con của hắn sao? Anh Quý, anh nói sai rồi. Cậu Ba không phải là loại người vô tình vô nghĩa giết vợ giết con như vậy. Chỉ là chuyện hiểu lầm, cho nên mới ghen thôi. Em dám nói như vậy với chồng của em hả? Em xin lỗi anh. Em biết anh tốt, em biết anh thương em, em cũng thương anh. Nhưng nhất thời em không thể quên được cậu Ba. Anh Quý à, anh cho em thời gian, từ từ rồi em sẽ quên thôi. Từ từ rồi em sẽ quên, hay là vĩnh viễn em không bao giờ quên được? Làm sao mà quên được? Ngày ngày em ra đây, em ngắm những bông hoa lại tình yêu của hai người. Không thể nào, không thể nào như vậy được, không thể nào như vậy được. Anh trời, anh Quý, anh dừng lại đi. Anh Quý, bỏ ra. Anh Quý, bắt đầu từ ngày hôm nay anh cấm em trồng hoa lại, cũng như nhắc hai từ này trước mặt anh. Nếu em dám cãi lời anh thì em dẫn thằng Hải ra khỏi nhà này đi. Đi kiếm cậu ba của em mà đoàn tụ. Anh tự nuôi con Phượng khôn lớn. Em có thể quên được cậu Ba bây giờ? Tiên gì? Trời ơi, chuyện cũ mười mấy năm rồi, bây giờ Tiên còn ghen với má nữa. Bà sống ở bên tao mà hồn bà cứ nhớ người khác, hỏi sao tao chịu được mà không ghen. Mày thử mày yêu đi, rồi mày gặp hoàn cảnh như tao, thử coi mày có ghen không mày biết. Trời ơi, khổ lắm con ơi. Vậy là ý tía là muốn con vô làm với ông chủ để ép má lên đây đúng không? Trong lòng má con á, chỉ có con với thằng Hải thôi, chứ không có ông già say này nè. Phượng à, tía năn nỉ con, thương tía, giúp tía đi con. Nhà mình vừa có thêm tiền, con vừa được sung sướng bản thân, còn tía được gần má, tía năn nỉ mà, giúp tía đi con nghe ha. Thôi được rồi, tại con thấy tía tội nghiệp quá cho nên con mới thương tía đó.
con mới nghe lời tía đó. Con chịu nghe lời tía thiệt hả? Dạ. Con chịu làm người ở cho ông chủ phải không? Trời ơi, tôi con quá phận ơi. Tía phải vô cho ông chủ hay liền. Để ông chủ mướn người khác là chết nghe con. Nhớ nghe con. Trai của má, con lại quên uống sữa rồi. Má, má đừng có nói lớn. Hai con bướm của con, nó giật mình, nó bay mất bây giờ. Thì ra nãy giờ con đứng ở đây là do con bướm đó hả? Dạ. Má thấy hai con bướm không? Tụi nó chơi với nhau dễ thương lắm. Nó cứ dờn nhau, rượt nhau ở trên khóm hoa kìa. Con muốn coi thì coi, má không có cấm. Nhưng mà đừng có để cho ba con thấy nha. Ba không có thích con trai nhà này làm mấy cái chuyện vô bổ vậy đâu. Dạ. Nè, con uống sữa đi. Má, nhiều lúc con muốn mình giống như mấy con bướm gì đó, hay là con chuồn chuồn, để được tự do bay lượn khắp nơi. Má đâu có cấm con đi chơi đâu, mà con ước làm chim làm bướm. Nè, nếu mà con thích, để má nói với ba cho con tới trường học nha. Thôi, con không có đi học đâu. Con sợ gặp người lạ lắm. Trước lạ sao quen mà, đâu có gì đâu mà con sợ. Con không biết, con không thích nói chuyện với người lạ. Má, con thích làm thú vật hơn. Tụi nó đâu phải nói chuyện gì đâu, với lại không có bị ba rầy ba đánh. Con trai của má. Hồi tối ba lại đánh má nữa hả? Đâu có đâu. Con nói gì vậy? Ba làm sao mà đánh má được? Thôi má đừng có giấu con. Đêm nào mà có ba ở nhà, con cũng nghe má la, má khóc. Trên cổ má kìa còn có dấu bầm nữa. Ba thiệt là hung dữ mà. Cái này đâu có phải ba đánh má đâu. Chứ cái đó là cái gì? Rõ ràng đó là vết bầm mà. Mà thôi, con còn nhỏ, con không có biết đâu. Cố gắng lo ôn bài, một lát thầy tới trả bài cho tốt, ráng học được điểm cao để cho ba mừng nha. Dạ. Ngoan nghe lời má nghe không? Dạ thưa bà chủ. Dạ tôi đưa con Phượng lên để trình bà. Đây là bà chủ, con mau thưa bà đi con. Dạ, con chào bà chủ. Còn đây là cậu ba Xuân, em kế cậu Hai Bình. Dạ, thưa cậu ba.
có một chút quê mùa nhưng cũng sạch sẽ. Dì Bảy. Dạ. Dì cho nó biết nguyên tắc của nhà mình chưa? Dạ, tôi chỉ mới nói được vài điều. Nhà này cấm kỵ là nhiều chuyện. Chuyện ai người đó biết. Cấm tò mò bếp xếp nếu như không muốn bị cắt lưỡi. Dạ, con biết rồi bà chủ. Biết rồi thì tốt. Biểu nó xuống nhà sau làm đi. Dạ. Dạ, chào cô chủ. Ba. Nè Phượng. Con dạ. Đi theo bà. Con. Dạ. Dạ. Bà dặn con nè, nhiệm vụ của con là dọn dẹp lau chùi hết các phòng ở bển, nguyên cái dãy đi xuống dưới đó. Ừ. Rồi qua bên này, từ cái phòng ở dưới đó rồi lên tới trên đây. Dạ. Nhưng mà ngoại trừ cái phòng này ngang. Ừ. Sao vậy bà Bảy? Cái phòng này để cho bà dọn. Tưởng gì, bà già rồi không phải làm gì hết á. Con đã dọn mấy cái phòng kia rồi, dọn thêm cái phòng này nữa cũng đâu có sao. Để con dọn luôn cho. Không phải là bà sợ con mệt, mà bà chỉ sợ con không biết rồi vô trong á làm xáo trộn đồ đạc của người ta rồi bị đòn thôi. Con à, mà nghe bà dặn con nè, phòng này tuyệt đối con không có được bước vô, nghe không? Ừ. Dạ con không vô đâu. Không phải là một mình con, mà cả nhà này, ngoại trừ ông chủ ra, không có ai được vô trong đó hết. Sao kỳ vậy bà Bảy? Ừ, hồi nãy bà chủ dặn con rồi, con không nhớ sao? Ở nhà này, cấm kỵ tò mò, bếp xếp. Những gì mà nghe thấy trong nhà, con không có được kể cho ai nghe hết, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Ờ, biết rồi, thì theo bà. Bà chỉ chỗ ngủ cho con. Dạ. Ừ. Kiểu này chắc chết sớm quá. Chết sớm hả mày? Chết sớm hả? Mày muốn chết hả? Làm cấm ra thở mày. Chiều nay mà không đủ số lượng đi giao cho ông chủ, tao sẽ cắt nửa lương tụi bay biết chưa? Làm đi, lên mà làm đi. Dạ con biết rồi. Lên làm đi. Sao vậy? Trời ơi, chảy máu rồi. Thôi nghỉ ngơi đi, để tao làm cho. Mày nữa, kệ nó. Làm xong rồi làm đi. Đi về làm cho tao. Nó bị chảy máu tay rồi. Để tôi làm giùm cho nó cho. Cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay mà không đủ sản lượng đó, là mày sẽ bị đánh gấp đôi đó. Liêu hồn tụi mày đó. Lo làm đi. Nhìn cái gì? Mày nhìn như mày, lo làm đi. Đi đâu đây? Tôi có xin ông chủ rồi.
Vô gặp con tôi chút, nói chuyện nói về ba câu tôi về. Đi đi. Dạ. Chuyện gì? Ông đưa con Phượng về quê chưa? Có chuyện tao mới vô gặp mày. Chứ không có chuyện tao vô đây chi? Bộ mày tưởng tao ham vô đây lắm hả? Mũi mồng dắt đĩa nó cắn gần chết vô đây làm cái gì? Tôi hỏi ông đưa con Phượng về quê chưa? Nó vô nhà ông chủ xin ở đỡ luôn rồi. Cái gì? Con Phượng đi ở đỡ hả? Ừ. Ông hỏi má chưa? Ủa má cái gì tao phải hỏi bà? Bà là má con Phượng, tao cũng là tía nó. Tao cũng có quyền quyết định vậy. Nhưng má không còn khỏe. Con Phượng ở trên đây thì ai chăm sóc má ở dưới? Tao cố tình làm như vậy đó để ép bà lên. Ông, tao nói cho mày biết vậy thôi. Giờ tao phải về để ông chủ ông la. Lo mà cạo cho đủ sốt cho ông chủ đi. Không á là bị ăn đòn đó. Giờ tao cái gì? Không phải nó chơi mày đâu. Ừ. Về em Cai ơi. Có sao không? Còn nghỉ chút xíu đi. Làm đi. Mau mau lên. Mày nữa, lẹ lên mày. Trời ơi, Tứ nó xỉu rồi. Sao Tứ? Mọi người ơi, Tứ nó xỉu rồi. Chạy ra mày, mau lên. Nó xỉu kệ nó, không bắt bớ cho mày. Đi, mau lên, đi làm. Cái gì? Mày tới đây làm gì? Tứ nó xỉu rồi. Tứ à, Tứ, mày có sao không Tứ? Chết rồi. Chết thì chung. Có gì đâu mà lạ. Hồi đó giờ mình chưa thấy người chết hả? Lo đi làm đi. Mới đi làm. Nhớ mặt tao hả? Đi làm. Lo làm việc mau lên. Tôi chết rồi. Mau lên. Rõ ràng là mình mới thấy mà. Không lẽ mình cũng mới sao ta?
Rồi tới ụt tai là sao ta? Còn nhanh hơn cậu nữa đó. Nè, phụ cậu bày đồ ra cúng đi. Nha, còn nhiều đồ để cúng nữa lắm đó. Bà Dung có nấu cơm, cá kho với canh chua đó. Còn nướng thêm ổ khoai mì nữa. Cơm nếp dừa nữa, thấy nhiều không? Có mấy trái xoài với lại đu đủ trong vườn nữa. Sẵn tiện cậu hai hái ra đây cúng thằng Lũ luôn. Đây. Ủa, Hiểm, làm gì vậy? Sao không cúng hết cho thằng Lũ đi? Ý em muốn làm để dành lại để cúng dỗ cho mình và em bé đúng không? Cuối cùng thì em cũng đã hiểu, em không còn ghét mình nữa đúng không? Cậu mừng khi thấy em đã hiểu được điều này, khi không còn oán hận và đố kỵ nữa, con người ta sẽ thanh thản và hạnh phúc, quan tâm tới nhau nhiều hơn. Cứ dọn ra cúng hết cho thằng Lũ đi. Hả? Phần của em Bình á, thì cậu hai đã có rồi. Năm nào á, cậu hai cũng ra bờ sông để cúng mộ gió cho em Bình và em bé hết. Mau, dọn ra đi. Trời, hết hồn hết vía. Là con mà, tí làm gì tí giật mình dữ vậy? Con nhỏ này, mày mà làm kiểu này hoài á, có ngày tao đứng tim tao chết á. Cô biết là hồi tối này tí gặp ma không? Ủa, tí gặp ma hả? Ừ. Nói vậy con ma hồi tối là thiệt, không phải con nằm mơ hả tí? Ra đây làm gì đây? Vô trong lô bếp đút dọn rửa đi. Ông chủ mà không thấy là bị đòn chết bây giờ đó. Con làm hết công chuyện rồi, với lại á, giờ này ông chủ làm gì có nhà. Tí. Gì? Tí kể tiếp chuyện con ma đi tí. Con ma có phải là nó đen thui không tí? Hai con lận. Hai con? Con đen con trắng. Một con đen một con trắng hả? Ừ.
Vậy tối con thấy có con đen thui à? Con trắng ở đâu tía? Trời ơi, con đừng có nói lớn. Ông chủ ông không có tin mấy cái chuyện này đâu. Nhưng mà mình thấy tận mắt mà, sao ông tin được tía? Hai con ma này nó sợ ông chủ dữ lắm. Lúc ông chủ vắng nhà nó mới hiện hình ra. Hèn chi. Nói vậy là tía thấy nó nhiều lần rồi hả? Rồi bộ tía không sợ nó hả? Thấy nhiều lần rồi, nhưng mà nói nào ngay, hai con ma này nó hiền dữ lắm, nó không nhát tía nên tía đâu sợ nó đâu. Mà hình như là nó cũng thương tía dữ lắm nha. Nó biết tía khoái uống rượu, lâu lâu nó cho tía chai. Tía đừng có xạo nha. Con ma là người chết thiện hồn, làm sao mà có rượu cho tía được? Làm sao ta không biết, nhưng mà có rượu là tía khoái à. Con biết nguyên tắc nhà này rồi đó nghe. Lỡ lần này thôi nghe, lần khác không được nói chuyện với tía nhiều gì nha. Phải làm lơ như người không quen không biết, lơ mơ là bị ông chủ đuổi đó, biết chưa? Nói chuyện cũng cho nữa. Ông chủ này kỳ cục thiệt á. Mà tía đang làm gì vậy? Tôi kiện chứ làm gì. Tía. Gì? Ở đây á, qua lại nở đẹp thiệt á tía. Con này, ba bông lại mắc dịch này, có gì đâu mà nở rộ nữa không? Bông lại á thì không có lạ, mà lạ là ở đây cũng trồng bông lại giống như là má con đúng không tía? Ừ ha. Ủa sao kỳ ta? Con không nói á là tía không để ý luôn đó. Đêm nay không tròn, tình xưa cũng không còn, những nước mai đã mòn tháng năm. Yêu em giật em xót xa vì em, đêm giá lạnh mơ về tình nhân. Thôi cũng như bèo mây, gió lạnh tràn qua tìm đâu thấy bóng hình xưa, chẳng chia đôi câu thề đường xa cô đơn lối về. Ta có nợ gì nhau mà sao vẫn